Đại Bồ Tát này hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, phương tiện khéo léo, thành tựu vô sắc, vô kiến, vô đối, pháp vô lậu chân chánh và an trụ trong ấy. Nếu hữu tình nào tương ưng được quả dự lưu, thì Bồ Tát chỉ bày hướng dẫn vui vẻ, khuyến khích tán thán, phương tiện cứu vớt cho được quả dự lưu. Nói rộng cho đến, nếu hữu tình nào tương ưng được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì Bồ Tát chỉ bày hướng dẫn vui vẻ, khuyến khích tán thán, phương tiện cứu vớt cho được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Như vậy, thiện hiện các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quả sát hay không, mặc dù biết các pháp như mộng cho đến như thành tầm hương đều chẳng thật có, vô tánh là tánh, tự tướng đều không, nhưng vẫn an lập thiện, phi thiện, hữu lậu, vô lậu, thế gian, xuất thế gian, hữu vi, vô vi, nói rộng cho đến quả dự lưu, pháp năng chứng được quả dự lưu, như vậy cho đến vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của Phật, pháp năng chứng được Bồ Đề của Phật, đều không tạp loạn. Bấy giờ thiện hiện bèn thưa Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thật là hiếm có, quán sát rốt ráo không, vô tế không, an trụ nơi hai không ấy, tuy biết các pháp như mộng cho đến như thành tầm hương đều chẳng thật có, vô tánh là tánh, tự tướng vốn không, nhưng vẫn an lập vô lượng pháp môn như thiện, phi thiện, chẳng tạp loạn nhau. Phật bảo: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thật là hiếm có. Tuy biết tánh các pháp đều rốt ráo không, vô tế không, đều chẳng thật có, như mộng cho đến như thành tầm hương, tự tướng vốn không, vô tánh là tánh, nhưng vẫn an lập các pháp môn như thiện, phi thiện, chẳng tạp loạn nhau. Như các ông biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa có pháp hy hữu rất lạ, thanh văn độc giác đều chẳng thể thành tựu, chẳng thể so lường được. Đối với việc làm của các đại Bồ Tát độc giác và thanh văn, các ngươi còn chẳng thể báo đáp, huống nữa là hữu tình khác, có thể đền trả được sao? Cụ Thọ Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa có pháp hy hữu rất lạ mà thanh văn độc giác đều chẳng thể thành tựu, chẳng thể so lường được? Phật bảo: Thiện hiện, lắng nghe, lắng nghe, khéo suy nghĩ lấy, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói về các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa có pháp hy hữu rất lạ, khiến cho tâm ông vui vẻ. Thiện hiện nên biết, khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, trụ dị thục sanh vô lượng vô số công đức chân tịnh, sáu pháp đến bờ kia, năm thần thông vi diệu, 37 pháp phần Bồ Đề và Đà La Ni vô ngại giải. Bằng sức thần thông này, đại Bồ Tát du lịch khắp mười phương, nếu hữu tình nào cần được thu nhiếp làm lợi ích bằng bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, thì đại Bồ Tát dùng bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa mà thu nhiếp làm lợi ích họ, với cả cần được thu nhiếp làm lợi ích bằng sơ tịnh lự.